Rất là nóng luôn mà mọi người biết là cứ nhảy đi nhảy lại rồi phải tìm cảm xúc cùng với nhau rồi xong rồi xung quanh có người rồi lại cắt mà đi ở trên dãy cao gót mà nhảy á, Ngọc bị rách chân luôn. Máy lạnh cũng không được bật, máy quạt cũng không được bật, tại vì mọi thứ phải im lặng để cho quay lấy âm thanh tốt nhất. Thì tiền thì mặc trong người bộ đồ rất là nóng, áo cổ lọ lên tới cao, xong rồi ở ngoài là một cái vest nhung nóng đổ hết mồ hôi. Thật sự là lúc tập á thì tập không có tốt một tí nào hết á. Tiền thì tại lần đầu tiên là Tiền biết nhảy nên thành ra đôi khi là không có bắt kịp cái nhạc, rồi cái cảm xúc cũng chưa có theo được. Làm sao hết mà lúc quay á thì giống như là ai nhập vô Tiền, ai nhập vô Ngọc vậy đó. Nó lại hai đứa nó lại nhảy, nhìn nó có tình cảm, nó thật. Mình đâu đó mình loáng thoáng mình cảm nhận được cái tình cảm của cả hai người ngay lúc đó. Nó hòa quyện cùng với nhau, nó mượt mà cùng với nhau, nên đó là bối cảnh quay rất là đẹp. Mà Ngọc nghĩ là lên phim sẽ gây ấn tượng rất là nhiều.